Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Trong đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc tiếp tục mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, sau đó cường độ gió giảm dần. Trong khi đó, khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, gió yếu hơn, cường độ gió đông bắc ở mức cấp 4 đến cấp 5. Chỉ riêng khu vực phía tây của vùng biển quần đảo Trường Sa là lên đến cấp 5, có lúc cấp 6, nên khu vực này có tình trạng biển động hơn. Tuy nhiên, mưa dông tiếp tục duy trì, nguy cơ cao có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, nên bà con ngư dân cần hết sức đề phòng. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa bà con, tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió đông bắc giảm cường độ, chỉ còn khoảng cấp 4 đến cấp 5 nên tình trạng biển bình thường trở lại. Sóng cao dưới 2 mét và thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải. Nằm xa hơn về phía nam nên dọc theo vùng biển miền Trung, trong đó có tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay, ngày mai, tình trạng biển còn động với gió đông bắc mạnh cấp 6, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Thời tiết được dự báo sẽ có mưa dông khiến cho tầm nhìn giảm và tiếp tục bất lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Sang các ngày mùng 5 và ngày mùng 6, cường độ gió và mưa xu hướng sẽ giảm dần trên vùng biển này. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, được dự báo sẽ có gió đông bắc chỉ ở khoảng cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Sóng dao động từ 0,75 đến 1,75 mét. Tuy nhiên, thời tiết sẽ nhiều mây, mưa dông còn duy trì trên tuyến hành trình này, nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm thấp, kèm theo khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.